lòng của tham gia không ạ? Và cảm ơn đoàn quân đội của xã Kim Lan có tham gia vào chơi chính thức đúng không ạ? Hình ảnh tượng đài chiến thắng Chi Lăng. Đây
cũng chính là biểu tượng về lòng nước, truyền thống đánh giặc cứu nước, tinh thần quật cường của quê hương Chi Lăng chúng ta. Nhìn vào cổng trại của chúng tôi thì có thể nhận ra hầu như được thiết kế bằng tre. Có thể nói rằng cây tre đã đi vào văn hóa Việt Nam như một hình ảnh bí dị, đầy sức cầu, dẻo dai, chống chịu mọi thiên tai, gió bão và giặc ngoại xâm. Ngay phía dưới là dòng là những dòng chữ và những bông hoa tươi thắm, luôn nghiêng mình đón ánh nắng mặt trời, thể hiện tinh thần lạc quan, mạnh mẽ, luôn tin tưởng vào ánh sáng của Đảng trong công cuộc xây dựng đất nước ngày một phồn vinh, hạnh phúc. Với niềm tin ấy, trẻ trường Trung học Phổ thông Đồng Bằng chúng tôi đem đến hội trại ngày hôm nay đôi câu đối tâm tài đức nhất trí thành, mang nhiều tiếng sâu sắc. Đó là sự hội tụ của ba yếu tố của một con người. Có đủ ba yếu tố này ắt sẽ thành danh thành công. Là ngôi trường phổ thông nhân dân trên địa bàn huyện được sự quan tâm của các cấp chính quyền. Tuy thành lập 13 năm nhưng thầy và trò luôn cố gắng và nỗ lực. Ban tổ chức xin thông báo hiện nay ban tổ chức đã xin mời đại khảo vị câu ngồi cho đại biểu đảm bảo theo đúng sơ đồ quy định. Nhưng hiện tại các quý khách bà con nhân dân, các cháu vẫn chạy đi chạy lại ở trên khu vực sân khấu và khu vực khán đài. Thì đề nghị là các đồng chí thực hiện nhiệm vụ chúng ta thường trực từ nay cho đến lúc diễn ra khai mạc thì đảm bảo được cái vị trí nó không bị xô lệch. Đề nghị các chú dân quân khi chấm phẩm bỏ các chú lưu ý là chúng ta không bỏ vị trí để hướng dẫn cho bà con ở các cái vị trí cho phù hợp. Thì hiện nay là ban tổ chức đã hoàn thành xong. Hiện tại bộ phận lễ tân và các đồng chí được phân công đón khách đã trở về ủy ban nhân dân huyện để đón các đại biểu lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố, các sở ban ngành. Do đó lực lượng đã rút, đề nghị là các lực lượng chúng ta được phân công để các chú trực để hướng dẫn cho bà con. Đề nghị các cháu không chạy vào trong khu vực phía trong sân. Mà hiện nay ban tổ chức các bác các chú đã chuẩn bị xong rồi, các cháu ra khỏi khu vực. Đề nghị là các chị em và con cô bác chúng ta không vào trong khu vực sân khấu. Đến đây là kết thúc. Kính chúc quý ban giám khảo, quý đại biểu rồi sức khỏe, chúc hội trại thành công. Cảm ơn. Sống và sẵn sàng hy sinh tất cả. Phía trên cổng trại là lá cờ tổ quốc tung bay
nơi sắp tới, như muốn nhắc nhở mọi người rằng hãy yêu đất nước mình, hãy gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình. Kính thưa ban giám khảo, tiếp liền cổng trại là những hàng rào tre nối với nhau, thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó của người dân xã Mai Sao. Trân trọng kính mời ban giám khảo vào phía trong bên trong để tham quan trại của chúng tôi. Ngay dưới cổng trại chính là bàn thờ cùng với lá cờ tổ quốc thiêng liêng. Bên dưới là ảnh của Bác Hồ, phía trước là bông hoa quả với lọ hoa tươi thắm, thể hiện sự hiếu thảo, lòng thành kính đối với Bác Hồ và tổ tiên, những thế hệ cha anh đã ngã xuống để đất nước có ngày độc lập như hôm nay. Kính thưa ban giám khảo, đây là nông sản của xã Mai Sao. Chúng ta không người tuổi, bí xanh, bí đỏ, thanh long, đã bố trí các tổ chức. Và hiện tại các nhà cũng đã mang bốn các tổ chức mang lại năng suất và hiệu quả cao cho người dân xã Mai Sao. Và chúng tôi hiện nay đang nhân rộng diện tích trồng để mang lại thành hiệu quả cho giám khảo cùng tráng miệng với các loại quả đặc trưng của miền núi Ba Sao và thưởng thức chén trà. Cô xin thay mặt xã Mai Sao kính chúc ban tổ chức, ban giám khảo, quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc cho hội trại của chúng ta thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you.